Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Từ miền Nam Cali, Vi Anh và Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình bản tin tổng hợp chiều của đài Lido Sài Gòn TV. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát hành live trên hệ thống của đài băng tần 56.10 trên trang nhà lidosaigontv.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube. Ngày hôm nay là ngày 19 tây tháng 7 năm 2022. Để mở đầu là phần tin Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Hãng hàng không thu phí làm thủ tục nhanh nhất ở Tân Bay Sơn Tân Sơn. Trung tâm bảo vệ tác quyền bị tố trả tiền thiếu cho gia đình cố nhạc sĩ Ngân Giang. Đề nghị tội danh giết người cho người cha trong vụ bé gái bị mẹ ghẻ đánh chết. Và sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cùng xứng ngôn viên Vian. Xin cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, hãng hàng không thu phí làm thủ tục nhanh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Các hãng hàng không như là Vietjet Air, Bamboo Airways đã mở thêm một dịch vụ thêm 100.000 đến 140.000 Việt Nam đồng, khoảng từ 5 cho tới 7 Mỹ Kim, tùy chuyến đối với khách muốn làm thủ tục nhanh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Theo hướng dẫn của hãng thì khách có thể mua dịch vụ ưu tiên làm thủ tục khi đặt vé máy bay hoặc là mua bổ sung trước lúc khởi hành 3 đến 4 tiếng. Dịch vụ này áp dụng cho cả các chuyến bay trong nước và quốc tế. Tuy nhiên thì dịch vụ trả thêm tiền để được ưu tiên làm thủ tục nhanh cũng gây nên tranh cãi khi một số người cho rằng có sự phân biệt và thậm chí không công bằng với khách hàng. Bởi cùng một loại vé nhưng những lúc đông khách thì một bên phải chờ đợi cả giờ và một bên được ưu tiên phục vụ sau khi đóng thêm phí. Tại phi trường Nội Bài, dịch vụ trên từng được một số hãng đề xuất nhưng đơn vị quản lý sân bay không đồng ý do lo ngại bất bình đẳng giữa các hành khách và bởi hãng có thể giảm chất lượng làm thủ tục bay để tăng dịch vụ ưu tiên có thu phí, ảnh hưởng quyền lợi của khách hàng. Hiện có những khách đến Nội Bài bị chậm, sân bay yêu cầu hãng hỗ trợ làm thủ tục và đưa vào làn ưu tiên kiểm tra an ninh. Trung tâm bảo vệ tác quyền bị tố trả tiền thiếu cho gia đình cố nhạc sĩ Ngân Giang. Kính thưa quý vị, gia đình cố nhạc sĩ Ngân Giang ở Mỹ đã lên tiếng tố cáo cơ quan bảo vệ tác quyền âm nhạc Việt Nam nhập nhèm trong việc trả tiền tác quyền với số tiền lên tới con số 100 triệu đồng, khoảng 5.000 Mỹ Kim. Nhạc sĩ Ngân Giang tên thật là Nguyễn Văn Vĩ, qua đời năm 2009 và sinh thời là tác giả của hàng trăm ca khúc, trong đó có những bài nổi tiếng như là Chờ Đông, Tình Nào Trong Mắt Em, Đôi Mắt Người Xưa, Đường Tình Đôi Ngã, Người Tình Không Đến, Nối Lại Tình Xưa. Và trên Facebook của mình, bà Lan Chi, con gái của nhạc sĩ Ngân Giang, đặt nghi vấn việc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc thuộc quý vị của Việt Nam đã không minh bạch trong việc thanh toán tiền tác quyền các bài hát của nhạc sĩ này. Và theo bà, trong lần về nước thăm năm 2014, gia đình đã ký hợp đồng với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, một doanh nghiệp dưới quyền quản lý của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, để doanh nghiệp này thu phí sử dụng các tác phẩm của cố nhạc sĩ trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2014 cho đến tháng 3 năm 2022 và nhận khoảng 532 triệu đồng tiền tác quyền, khoảng 23.000 Mỹ Kim. Thông qua một người tên là Hoàng Bích Trâm thưa quý vị, và tuy nhiên so với bản chi tiết mà Trung tâm Bảo vệ tác quyền âm nhạc Việt Nam gửi cho gia đình thì tổng số tiền mà gia đình bà Lan Chi được nhận phải là 650 triệu đồng, tức còn thiếu 118 triệu, hơn 5.000 Mỹ Kim. Giờ đi tìm ai trả lại số tiền còn thiếu này thì chưa có câu trả lời.
Và thưa quý vị, luật sư đề nghị tội danh giết người cho người cha trong vụ bé gái bị mẹ ghẻ đánh chết. Thưa quý vị, luật sư đại diện cho gia đình bé Nguyễn Thị Vân An, 8 tuổi, vừa có kiến nghị tòa án Sài Gòn điều tra bổ sung đổi tội danh đối với cha của em bé là Nguyễn Kim Trung Thái từ hành hạ người khác sang giết người. Đề nghị được đưa ra ngay trước phiên tòa xét xử vụ bạo hành bé gái dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 7 tới đây tại tòa án Sài Gòn. Theo cáo trạng, thì Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1995 và Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985 đã hành hạ bé Vân An nhiều lần dẫn đến tử vong vào ngày 22 tháng 12 năm 2021. Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị cáo buộc tội giết người và hành hạ người khác, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình. Nguyễn Kim Trung Thái bị cáo buộc tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù. Trong đơn kiến nghị gửi đến thẩm phán, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đã liệt kê ra ngày, giờ Trang và Thái thay nhau hành hạ bé Vân An. Trong đó có chi tiết Trang đã dùng roi, ống kim loại và cây gỗ trực tiếp đánh vào đầu, vào các vùng khác của bé An. Thái cũng đã dùng ống kim loại đánh bé An. Cả hai đã bắt bé An cởi quần áo, Trang đánh vào cơ thể trần truồng của bé và Trang một tay cầm roi, một tay bóp cổ bé An, bắt bé chui vào chuồng chó có con chó đang ở trong chuồng và trong khi tay cầm ống kim loại đứng sát bên dáng vẻ đe dọa. Luật sư kết luận đây là các chứng cứ quan trọng chứng minh được hành vi dùng hung khí nguy hiểm đối với bé An là một trong những nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé và hành vi này đã cấu thành tội giết người có tính chất mang rợ và không phải là hành vi hành hạ người khác. Và cũng trong phần tin Việt Nam, kính thưa quý vị, nhân viên soi chiếu để lọt dao lên máy bay bị đình chỉ công việc. Giới hữu trách phi trường Tân Sơn Nhất đã đình chỉ công tác 5 nhân viên an ninh soi chiếu nhằm làm rõ hành vi để lọt dao trong hành lý của hành khách từ ngày 19 tháng 7 và không cho biết thời gian đình chỉ kéo dài là bao lâu. Đại diện cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, trong quá trình kiểm soát an ninh đối với hành khách đi chuyến bay VN-208 ngày 18 tháng 7, nhân viên này đã làm nhiệm vụ soi chiếu đã không phát hiện được con dao dài khoảng 20cm trong hành lý xách tay của một vị khách lớn tuổi. Camera khu vực cho thấy nhân viên này làm việc đúng vị trí và tư thế. Người này đã có 13 năm kinh nghiệm công tác. Và theo quy định thì với lỗi để vật phẩm nguy hiểm lên máy bay, nhân viên an ninh soi chiếu có thể bị phạt từ 1 cho đến 3 triệu đồng. Và nếu hành vi uy hiếp đến an ninh an toàn hàng không, mức phạt có thể lên tới 10 triệu đồng, khoảng 500 Mỹ Kim. Và nếu phát hiện lỗi nghiêm trọng, cố ý, nhân viên an ninh có thể bị thu giấy phép hành nghề. Với hành khách thì các loại dao lam, dao rọc giấy, dao có lưỡi không bao gồm cán dao dài trên 6cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10cm đều bị cấm mang lên khoang khách của máy bay, khu vực hạn chế sân bay và nếu như vi phạm, hành khách có thể bị phạt từ 7 cho đến 10 triệu đồng. Và thông tin tiếp theo cho hay bị phạt tiền vì đổi tên buổi họp báo từ Hãy Yêu Nhau Đi thành Hãy Yêu Ngày Tới. Đơn vị tổ chức họp báo giới thiệu đêm nhạc của Khánh Ly bị phạt 4 triệu đồng, khoảng 200 Mỹ Kim, chỉ vì ghi tên buổi họp báo khác trên tờ giấy phép. Trước đó, thì Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp giấy phép chấp thuận tên cuộc họp báo là Hãy Yêu Nhau Đi. Tuy nhiên, thì khi tổ chức sự kiện vào sáng ngày 5 tháng 7, công ty Kinh Kỳ lại ghi tên Hãy Yêu Ngày Tới. Phía Kinh Kỳ cho biết tên của đêm nhạc là Hãy Yêu Ngày Tới. Tuy nhiên, họ xin phép họp báo là Hãy Yêu Nhau Đi vì cho rằng tên này gần gũi hơn. Nhưng đến ngày họp thì họ không kịp thay đổi backdrop cũng như là cập nhật lại thông tin. Show của Khánh Ly Hãy Yêu Ngày Tới dự kiến diễn ra ở Nhà hát Trung ương Đà Nẵng vào tối ngày 13 tháng 8. Hôm 1 tháng 7, công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Lang Thang tổ chức đêm nhạc Khánh Ly tại Đà Lạt cũng bị cảnh cáo vì Khánh Ly tự hát thêm bài Gia Tài Của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là bài không nằm trong danh sách 24 bài được phê duyệt để biểu diễn. Giữa tháng 6, Khánh Ly về nước làm chuỗi show Như Một Lời Chia Tay, dự kiến là một tour xuyên Việt cuối cùng của bà. Đại diện của Khánh Ly cho biết các đêm nhạc giá đều khán giả được đón nhận nồng nhiệt và nhiều show cháy vé, ban tổ chức phải sắp xếp thêm một đêm khác nữa để đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ.
Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại ít phút sau một số thông tin bảo trợ cho đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình bản tin tổng hợp. Sau đây, Vy Anh và Lê Thái xin trở lại phần tin quốc tế với những tin đáng chú ý. Hơn 1.000 người chết ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vì nắng nóng. Nguy cơ hạn hán tại hơn một nửa lãnh thổ Liên Âu. Putin thừa nhận những khó khăn lớn do cấm vận quốc tế gây ra. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cùng Vy Anh. Xin cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, hơn 1.000 người đã thiệt mạng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong những tuần gần đây. Nhiệt độ xung quanh lục địa dự kiến sẽ phá vỡ kỷ lục mọi thời đại vào thứ Ba và ngày thứ Hai. Tỷ lệ tử vong vì nóng sẽ tăng mạnh. Năm 2003, có đến 70.000 người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng ở châu Âu. Với mức nhiệt khắc nghiệt mà các nhà khoa học chỉ ra có liên quan đến biến đổi khí hậu, cháy rừng đã bùng phát trên lục địa. Trong một khu rừng thông bị khô héo do bốc hơi nhanh do nhiệt độ cao gây ra, gần 1.700 lính cứu hỏa ở Pháp đã phải chiến đấu với ngọn lửa khổng lồ gần Bordeaux. Cháy rừng và xảy ra thường xuyên hơn do nhiệt độ toàn cầu tăng cao cũng đã bùng phát ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, buộc hàng ngàn người phải rời khỏi nhà của họ. Gây chấn động như những tác động của biến đổi khí hậu đã phải chứng kiến trong những năm gần đây. Các nhà khoa học tiếp tục cảnh báo rằng chúng sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu như mà con người tiếp tục tăng lượng khói thải và nhà kính của bầu khí quyển. Nguy cơ hạn hán tại hơn một nửa lãnh thổ của Liên Âu. Không chỉ đối mặt với một đợt nóng kỷ lục, châu Âu còn đối mặt với nạn hạn hán ở mức hiếm thấy. Cơ quan nghiên cứu của Ủy ban châu Âu công bố báo cáo về tình trạng khô hạn ở châu Âu, cho thấy hơn một nửa diện tích của Liên Âu được đặt trong tình trạng cảnh báo hoặc là báo động hạn hán. Theo báo cáo, từ ngày 20 cho đến ngày 30 tháng 6, hơn một nửa lãnh thổ của châu Âu và Vương quốc Anh trong tình trạng có nguy cơ khô hạn với 51%, 44% nằm trong diện cảnh báo và 9% ở mức báo động, tức mức cao nhất. Mức độ cảnh báo đầu tiên là thiếu mưa và chẳng hạn như trời không đủ mưa ở miền trung của nước Ý và ở Campania, miền nam của nước Ý. Mức độ cảnh báo thứ hai là đất thiếu độ ẩm, gần như toàn bộ châu Âu bị ảnh hưởng và đặc biệt là Thụy Điển, Ba Lan, Romania, nửa phía bắc của nước Ý và Đức, Bồ Đào Nha hoặc Anh Quốc. Mức báo động tối đa là căng thẳng thực vật. Báo động được đưa ra khi đất bị thiếu độ ẩm và thảm thực vật bị thâm hụt. Bản đồ của đài quan sát về tình trạng hạn hán châu Âu đã gây ấn tượng mạnh. Từ bán đảo Iberia, tây nam của châu Âu, cho đến vùng Bình Nguyên ở Hungary, qua vùng đồng bằng Po, miền bắc của nước Ý, hoặc vùng Languedoc của miền nam nước Pháp. Nhiều khu vực đang trong tình trạng báo động và ngoài nguy cơ hỏa hoạn gia tăng, báo cáo của châu Âu cũng chỉ ra rằng viễn cảnh sản lượng nông nghiệp cũng như sản lượng thủy điện giảm mạnh trong mùa hè này, và cũng như là tình trạng hiện nay sẽ kéo theo số người tử vong tăng cao thêm nữa trong thời gian sắp tới. Và Putin thừa nhận những khó khăn lớn do cấm vận quốc tế gây ra. Tổng thống Putin trong phiên họp chính phủ lần đầu tiên thừa nhận Nga đang đối mặt với tình trạng bị ngăn cản hầu như là toàn diện và đồng thời ông kêu gọi vượt qua những khó khăn nghiêm trọng do các lệnh cấm vận của phương Tây gây ra.
Trong phần trình bày trước quốc dân, Tổng thống Putin đã cố giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt, nhưng đây là những tuyên bố mang tính báo động hiếm có. Trong phiên họp chính phủ được đài truyền hình đưa ra, ông Putin nhìn nhận những khó khăn to lớn mà Nga đang phải đối mặt. Theo ông Putin thì đây không phải đơn giản là những hạn chế, mà là một sự ngăn cản hầu như là toàn diện nhắm vào Nga liên quan đến việc mua các sản phẩm công nghệ cao của các nước khác. Từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine, những hãng công nghệ lớn như là Microsoft, Apple, Google, Adobe và Cisco, cũng như là nhiều đại diện công ty công nghệ lớn khác đã lần lượt rời khỏi thị trường của Nga hay đình chỉ một phần hoạt động để người tiêu thụ và các doanh nghiệp và nhiều cơ quan hành chính rơi vào tình trạng không có giải pháp thay thế. Chẳng hạn như tình trạng khan hiếm, chất bán dẫn đang gây xáo trộn cho các ngành công nghiệp từ sản xuất xe hơi cho đến vũ khí. Trước những thách thức khổng lồ, Tổng thống Nga kêu gọi cả nước nỗ lực tìm cách một cách thông minh các giải pháp mới. Ông Putin cho rằng các công ty Nga nên đầu tư vào các doanh nghiệp tân tiến trong nước và Phó Thủ tướng khẳng định đã cho giải ngân 21,5 tỷ rúp, khoảng 370 triệu euro để phát triển những giải pháp nào mà Nga hiện nay rất cần. Thách thức lớn hiện nay là Nga dự báo thiếu hụt khoảng 1 triệu chuyên viên trong các ngành công nghệ mới từ đây cho đến năm 2024. Nga tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng minh tại hội nghị thượng đỉnh. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, nguyên thủ quốc gia ba nước Nga, Thổ và Iran họp thượng đỉnh tại Tehran, thủ đô của Iran. Ba vị tổng thống giữ vai trò then chốt trong hồ sơ của Syria. Chủ đề chính trong cuộc thảo luận ba bên lần này, bên cạnh đó là chủ đề của Ukraine và các tác động của cuộc chiến tới nền kinh tế của thế giới. Thượng đỉnh ba bên ngày hôm nay tại Tehran là thượng đỉnh đầu tiên do tổng thống Iran chủ trì và kể từ khi ông lên nắm quyền cách đây một năm. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của Tổng thống Nga và cố vấn ngoại giao của Nga cho biết, đích thân lãnh đạo của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bàn về các cơ chế cho phép xuất cảng ngũ cốc của Ukraine hiện đang bị phong tỏa ở các cảng biển miền Nam, góp phần giảm nguy cơ khủng hoảng thế giới về lương thực, thực phẩm. Thổ Nhĩ Kỳ chịu ảnh hưởng nặng từ các lệnh cấm xuất cảng hàng ngũ cốc của Ukraine. Riêng về hồ sơ của Syria, mỗi vị tổng thống hy vọng sẽ được các đồng nhiệm Nga và Iran bật đèn xanh để tiến hành một chiến dịch tấn công mới nhắm vào các lực lượng người Kurd tại miền Bắc của Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không cần ai cho phép thì mới thực hiện được chiến dịch tấn công tại Syria. Trên thực tế thì cũng như ba chiến dịch từng được thực hiện từ tháng 8 năm 2016, chiến dịch lần này sẽ không thể được tiến hành nếu không có thỏa thuận dưới một hình thức nào đó với Nga, đồng minh lớn nhất của chế độ Syria. Và thưa quý vị, Hoa Kỳ ra khuyến cáo du lịch Mexico sau khi trùm ma túy bị bắt. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Mexico ngày hôm nay ra cảnh báo không du lịch đến hai tỉnh Sinaloa và Sonora do khả năng xảy ra đối đầu giữa các tổ chức tội phạm và lực lượng an ninh của Mexico sau vụ bắt giữ trùm ma túy khét tiếng Rafael Caro Quintero. Theo cảnh báo, thì Bộ Tư vấn Du lịch hiện tại cho biết là Sinaloa là cấp độ thứ tư và bao gồm việc dừng du lịch Mexico vì nguy cơ người Mỹ sẽ bị bắt cóc. Lời khuyên du lịch cho tỉnh Sonora là cấp độ 3, bao gồm nguy cơ bị bắt cóc khi đến vùng này. Và giới chức ngoại giao và an ninh Hoa Kỳ cho biết, các vụ ám sát của tổ chức tội phạm và tranh chấp lãnh thổ có thể khiến cho những công dân Mỹ bị thương hoặc là thiệt mạng. Chính phủ Hoa Kỳ cũng cảnh báo về khả năng gia tăng an ninh ở cả Sinaloa và Sonora. Caro Quintero, kẻ đứng sau vụ giết đặc vụ DEA của Mỹ vào năm 1985, đã bị lực lượng Mexico bắt giữ vào ngày 15 tháng 7, gần một thập kỷ sau khi bước ra khỏi nhà tù Mexico và quay trở lại buôn bán ma túy. Tay trùm ma túy Caro Quintero vẫn đang đứng đầu với cáo trạng ở Los Angeles vì tội ác. Y nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất của FBI, với phần thưởng 20 triệu thông qua chương trình tiền thưởng về ma túy của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trước đó thì khuyến cáo cho công dân du Mỹ du lịch sang Mexico ở Tijuana và Rosarito cũng được đưa ra khi một thủ lĩnh băng đảng khác trong khu vực bị bắt giữ. Trong khi đó thì một tòa án về các vấn đề hình sự ở tỉnh Jalisco và Mexico đã cho phép đình chỉ quá trình dẫn độ Rafael Caro Quintero sang Hoa Kỳ. Việc
đình hoãn này mang tính kỹ thuật theo luật pháp của Mexico, chỉ liên quan đến quyền tự do cá nhân của tên tội phạm cho đến khi có kết quả mà một vụ xử khác ở Mexico. Yêu cầu trì hoãn dẫn độ bởi Beatriz Angelica là em gái của Caro Quintero, cũng sáng lập băng đảng Guadalajara. Trong đó, cô cáo buộc rằng thủ tục dẫn độ quy định trong hiệp ước dẫn độ giữa Hoa Kỳ và Mexico đã không được tuân thủ. Và cũng trong phần tin quốc tế, kính thưa quý vị, người dân Sri Lanka tiếp tục biểu tình chống chính phủ. Chính quyền Tổng thống Sri Lanka công bố tình trạng khẩn cấp trong nỗ lực giải quyết tình trạng bất ổn trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội trong tuần này để bầu ra Tổng thống mới, nhưng vẫn không làm giảm sự phẫn uất của dân chúng trước tình trạng đất nước phá sản và thiếu mọi thứ nhu yếu phẩm. Thông báo kêu gọi người dân bảo vệ trật tự công cộng và duy trì các nguồn cung cấp và dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống của cộng đồng là rất cần thiết, vì lợi ích của công chúng nhưng không làm giảm sự phẫn nộ của người dân. Vào tuần trước, thì ông Wickremesinghe, quyền tổng thống, cũng ban hành tình trạng khẩn cấp. Sau đó, thì tổng thống bỏ trốn khỏi đất nước trước cuộc nổi dậy tràn lan phản đối chính phủ. Vào tối ngày hôm qua, thì ông Wickremesinghe đã tuyên thệ nhậm chức với tư cách là quyền tổng thống, dù tuyên bố tình trạng khẩn cấp mới, nhưng các quy định pháp lý cụ thể vẫn chưa được chính phủ công bố. Các quy định khẩn cấp trước đây đã được sử dụng để triển khai quân đội, bắt và giam người, khám xét tài sản tư nhân và làm giảm các cuộc biểu tình của công chúng. Ngày hôm nay, thì người biểu tình Sri Lanka đã đốt một hình nộm của quyền tổng thống trong một cuộc biểu tình phản đối việc ông dự kiến sẽ ra tranh cử tổng thống. Hình nộm bị đốt cháy trong khi những người biểu tình hô vang bên ngoài văn phòng tổng thống ở Colombo. Những người biểu tình tức giận vì giá tiêu thụ quá cao và tình trạng thiếu lương thực và thiếu nhiên liệu, cũng muốn ông quyền tổng thống ra đi vĩnh viễn vì đã quá bất lực. Quốc hội gồm 225 ghế bỏ phiếu vào ngày mai để chọn tổng thống mới, và người sẽ dẫn đầu các cuộc nỗ lực giải quyết sự sụp đổ kinh tế và chính trị của đất nước. Về một cô dâu bị bắn chết trong đám cưới của mình vì viên đạn ăn mừng, một cô dâu ở Iran đã bị bắn chết trong đám cưới của chính mình khi một viên đạn lạc từ tiếng súng ăn mừng bay vào đầu. Nạn nhân là cô Mavash Lagheye, 24 tuổi, đang mừng tiệc cưới lại Firuzabad ở Iran khi một người thân được cho là em họ của chú rể cầm cây súng săn công suất lớn không có giấy phép rồi bóp cò. Không hiểu tình trạng tâm thần của người đàn ông này lúc đó như thế nào, nhưng thay vì bắn lên trời, viên đạn xuyên thẳng vào đầu của cô dâu, người sinh viên tốt nghiệp ngành tâm lý học, và cũng khiến cho hai nam khách mời có mặt bị thương. Tục bắn súng trong đám cưới hiện bất hợp pháp nhưng vẫn còn phổ biến ở các quần quốc gia của Trung Đông, bao gồm Iran. Các cảnh sát của Iran sau cuộc điều tra đã phải khám phá việc nổ súng bằng cây súng săn như một phần của truyền thống du mục địa phương. Nhưng không may là do đông người và khả năng mất kiểm soát vũ khí kém của người này, anh ta đã bắn 3 người, 2 người đàn ông và cô dâu. Tay súng ngay sau đó đã bỏ trốn khỏi khu vực, nhưng cảnh sát đã xác định tên này đã cầm cây súng bỏ trốn. Theo báo cáo ban đầu, thì 2 viên đạn đã được bắn ra và viên đạn đầu tiên bay lên trời, nhưng viên đạn thứ 2 trúng vào đầu cô dâu, xuyên qua não và trúng 2 vị khách khác. Những người phát ngôn cảnh sát cho biết cô dâu bị hôn mê và sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện, nhưng 2 người khác bị bắn không bị thương nặng, thưa quý vị. Em bé bị khỉ ném chết sau khi giật khỏi vòng tay của bố. Một em bé 4 tháng tuổi đã tử vong sau khi bị khỉ giật em ra từ tay của người bố ở một tòa nhà Ấn Độ. Cha của bé tên là Nurses Umbawajay đã bế đứa trẻ lên sân thượng tầng 3 cùng với vợ sau khi bị nhà cúp điện, và ở thành phố Bareilly thuộc tỉnh Uttar Pradesh, thưa quý vị. Hôm ngày thứ 6 tuần qua, thì theo hồ sơ cảnh sát, bầy khỉ đã nhảy qua từ một căn phòng khác và bao vây gia đình. Người bố và vợ cố gắng chạy vào bên trong, nhưng một trong những con khỉ lao về phía đứa trẻ và tóm lấy em trước khi ném nó từ mái nhà, giết chết em bé ngay lập tức. Các thành viên khác trong gia đình đã chạy lên sân thượng ứng cứu nhưng là cũng bị tấn công. Ông Upda Jia, người cha và là một công dân, cho biết họ đang chuẩn bị cho sinh nhật của con trai lớn thì đứa con trai nhỏ bắt đầu khóc, vì vậy đã phải đưa nó lên sân thượng. Một lúc sau thì một số con khỉ nhảy từ một mái nhà khác và 2 con đã tấn công ông. Một trong số con khỉ đang dẫn đầu đoàn quân và tóm lấy con trai của ông. Ông đã hét lên để được giúp đỡ nhưng không kịp. Uttar Pradesh là nơi sinh sống của những quần thể khỉ rhesus lớn và lang thang, từng được biết đến là tấn công con người. Một viên chức lâm nghiệp địa phương cho biết hành vi của động vật đối với gia đình của Upadhyay
là không bình thường và có thể cần các chuyên gia nghiên cứu thêm. Cảnh sát địa phương và các nhà chức trách về động vật hoang dã đang mở một cuộc điều tra và có thể tiến hành dời những con khỉ này ra khỏi khu vực đông dân cư sau khi các vụ bạo lực gia tăng. Cách đây không lâu, một bé gái 5 tuổi cũng bị khỉ tấn công đến tử vong. Và 2 năm trước đó, một phụ nữ và 4 đứa con của bà cũng bị khỉ tấn công đến chết. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài để tiếp tục đến với phần tin Hoa Kỳ sau một số thông tin bảo trợ cho đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Bản tin tổng hợp chiều. Sau đây, Vy Anh và Lê Thái xin trở lại phần tin Hoa Kỳ với những tin đáng chú ý sau đây. Cảnh sát Whistler truy lùng tài xế cán người rồi bỏ chạy mất. Một phụ nữ cao niên rơi xuống hồ bị cá sấu tấn công. Thai nhi vứt vào thùng rác tại nhà tang lễ ở California. Và sau đây là bản tin chi tiết. Xin mời quý vị theo dõi cùng sướng ngôn viên VN. Xin cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ đầu tiên cho hay, cảnh sát đang tìm kiếm một người lái xe bị truy nã liên quan đến một vụ gây tai nạn chết người xảy ra vào tối ngày hôm qua, khi một người phụ nữ bị xe đâm chết khi băng qua đường với một con trai ở thành phố Whittier. Vụ va chạm xảy ra ngay sau khi 10 giờ 15 phút tối ở vùng phía nam của thành phố Whittier tại ngã tư đường Leffingwell và đường Corley. Theo Sở Cứu Hỏa của quận Los Angeles, cả hai nạn nhân đang băng qua đường để mua thức ăn tại một tiệm tạp hóa trong khu vực, thì chiếc xe không bật đèn đã tông vào người phụ nữ và một người khác, đó là người con của bà, được đưa đến bệnh viện chấn thương gần đó. Theo các nhân viên cứu hỏa, thì tài xế bỏ chạy khỏi khu vực sau tai nạn, bỏ lại người phụ nữ giữa ngã tư đường. Cảnh sát đã mở một cuộc truy lùng ngay sau đó và tìm thấy chiếc xe của nghi phạm cách đó gần 1.5 dặm trên đại lộ Laurel gần đường Mayer. Một chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng đã bị hư hại đáng kể ở phần đầu xe, bao gồm cả kính chắn gió phía trước đã bị vỡ. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm nghi phạm. Kẻ cũng đã bỏ trốn khỏi khu vực này trước khi tìm thấy chiếc xe. Kính thưa quý vị, một người phụ nữ cao niên đã rơi xuống hồ đã bị cá sấu tấn công, thưa quý vị. Một phụ nữ cao niên đã tử vong sau khi rơi xuống ao nước tại một câu lạc bộ ở Florida và hai con cá sấu tấn công. Cư dân khu phố ở Boca Royal, nơi người phụ nữ sinh sống, cho biết người quá cố là bà Rosemary Whitegen, ngoài 80 tuổi, và hiện chưa biết rõ lý do nào mà bà Whitegen đã đến gần ao nước để rồi bị rơi xuống. Theo lời của hàng xóm thì bà là một người rất tốt bụng và hay hỏi han hàng xóm. Theo nhân chứng, bà Wigan rơi xuống ao nước nơi có sân golf Boca Royal ở Englewood, Florida, và hai con cá sấu đã bơi về phía bà khi bà tìm cách leo lên bờ nhưng không kịp. Một người đánh cá sấu đã bắt được những con cá sấu được nhìn thấy trong ao, một con dài gần 3 mét và con còn lại thì hơn 2 mét, thưa quý vị. Cư dân trong vùng cho biết cá sấu sống trong cộng đồng và thường được nhìn thấy băng qua đường khi chúng đi từ ao này sang ao khác. Trong khu vực, một người hàng xóm khác tên là John Whitworth cho biết ông cũng đã nhìn thấy những sinh vật xung quanh khu vực và không nghĩ chúng là mối nguy hiểm, bao gồm cả cá sấu. Thai nhi vứt vào thùng rác tại nhà tang lễ của California. Cảnh sát của thành phố Lodi ở California đang điều tra một vụ ghi nhân viên một nhà thầu xây dựng nhà tang lễ ở California vô tình ném thi thể của một thai nhi vào thùng rác.
các nhân viên của nhà chứa xác tại nhà tang lễ Cherokee Memorial ở Lodi đã liên lạc với nhà chức trách vào thứ Bảy sau khi tìm thấy thi thể mất tích ngay trong kho. Các nhà điều tra đã xem lại video giám sát từ cơ sở và khám phá một nhân viên từ một dịch vụ vận chuyển theo hợp đồng đã bỏ một món đồ có chứa thai nhi vào thùng đựng chất thải 2 tuần trước đó. Thi thể không thể được tìm thấy vì tất cả các thùng chứa chất thải tại nhà tang lễ đã được một công ty thu gọn đưa đi. Cảnh sát cho biết một khám xét của một bãi rác không tìm thấy gì. Cuộc điều tra hiện vẫn chuyển đến văn phòng biện lý quận San Joaquin để xác định xem có bất kỳ cáo buộc hình sự nào sẽ được nộp hay không. Tori Monforte, tổng giám đốc của nhà tang lễ, nói rằng các nhân viên nhà xác không thể cung cấp thêm thông tin về sự việc, bao gồm cả tên của nhân viên, vì cuộc điều tra đang diễn ra. Thẩm phán của West Virginia ngăn chặn việc thực thi lệnh cấm phá thai. Một thẩm phán ở tiểu bang bảo thủ West Virginia đã chặn được việc thực thi lệnh cấm phá thai 150 năm tuổi của tiểu bang vào ngày thứ Hai, mở ra cánh cửa cho việc phá thai tiếp tục trở lại trong tiểu bang này. Thẩm phán tòa án quận Kanoha, Tara El Salango, đã cấp cho Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ ở West Virginia một lệnh sơ bộ chống lại lệnh cấm, và nói rằng nếu không có hành động của tòa án, phòng khám phá thai duy nhất của tiểu bang và bệnh nhân, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng từ hậu quả của một vụ cưỡng hiếp hoặc là loạn luân, đang bị tổn hại không thể bù đắp được. Trước phán quyết của tòa tiểu bang, Bộ trưởng Tư pháp của đảng Cộng hòa là Patrice Mondrisi đã cho đây là một ngày đen tối cho tiểu bang West Virginia. Ông cho biết văn phòng sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao của tiểu bang. West Virginia có luật cấm phá thai từ những năm 1800, và quy định việc thực hiện hoặc là phá thai là một trọng tội, thưa quý vị, có thể bị phạt tù tới 10 năm. Luật chỉ cung cấp một ngoại lệ cho các trường hợp mà tính mạng của một người mang thai gặp rủi ro mà thôi, không bao gồm hãm hiếp hoặc là loạn luân. Các luật sư của Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ, phòng khám phá thai duy nhất của tiểu bang, lập luận rằng luật cổ vũ vô hiệu vì nó đã không được thi hành trong hơn 50 năm và đã bị thay thế bởi luật hiện tại quy định về phá thai thừa nhận quyền của phụ nữ được thực hiện một cách phẫu thuật. Một ví dụ là luật năm 2015 của West Virginia cho phép phá thai đến 20 tuần. Cảnh sát bắt kẻ chôn người trong khu nhà di động ở Huntington Beach. Một người đàn ông 34 tuổi đã bị bắt vì tình nghi giết người sau khi thi thể của một phụ nữ được tìm thấy, được chôn tại khu nhà di động ở thành phố Huntington Beach trên đường Slater. Cảnh sát nhận được điện báo vào hôm thứ Bảy sau khi cư dân báo cáo là có mùi hôi thối tại khu vực nhà di động. Và phát ngôn viên cảnh sát Jessica Cochilla cho biết một người đã bị nghi ngờ đã bị bắt giữ để thẩm vấn vào đầu ngày Chủ nhật và đến ngày thứ Hai. Là người đàn ông này sau đó đã bị bắt. Chính quyền ở thành phố Huntington Beach đã khai quật hài cốt người từ khu nhà di động vào cuối tuần qua. Họ tìm thấy hài cốt người của một phụ nữ trưởng thành phía sau một ngôi nhà trong khuôn viên. Hiện vẫn chưa rõ người đó đã chết bao lâu hoặc là nguyên nhân cái chết. Sau vụ bắt giữ, những người hàng xóm trong khu vực cảm thấy chấn động, nói rằng công viên nhà di động này thân thiện với gia đình. Họ thường thấy trẻ em chơi đùa tại khu đất nơi tìm thấy thi thể. Một cư dân tên là Irene Coroia cho biết cô nhận thấy mùi bất thường vào cuối tuần và nghĩ rằng có thể chỉ là phân của thú vật, nhưng không nghi ngờ đó là thi thể của người chết. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ. Sau đây là bản tường trình đặc biệt buổi chiều của đài Radio Sài Gòn TV. Liên quan đến hồ sơ chiến tranh của Ukraine, ngoài việc giết hại thường dân, tình trạng quân Nga thực hiện những hành vi cưỡng hiếp thường dân đã xảy ra. Mà một trong những thí dụ cho hành vi tội ác chiến tranh này đến từ lời kể của một người phụ nữ Ukraine, hiện là đạo diễn phim tài liệu. Hoàng Trọng Thụy gửi đến quý khán thính giả bản tường trình sau đây. Một trong những đạo diễn phim tài liệu được nhiều người biết đến là bà Alisa Kovalenko. Lý do là bà đã tự mình ghi tên để chiến đấu cho Ukraine chống lại quân Nga. Động lực để thúc đẩy việc này là vì bà đã từng bị tấn công tình dục kể từ khi quân Nga tiến chiếm Crimea và hậu thuẫn phe ly khai thân Nga từ 8 năm trước. Người đạo diễn Alisa Kovalenko, 34 tuổi, được biết đến từ các bộ phim tài liệu như Sister Zoe và Alisa in Warland. Trong lúc đang hoạt động phim ảnh thì Alisa hay tin quân Nga đã chính thức tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Bà đã đặt máy ảnh xuống, tạm dừng hầu hết công việc trong sản xuất của mình,
tình nguyện chiến đấu ở mặt trận phía đông Ukraine. Khi được hãng thông tấn Reuters phỏng vấn, bà Alisa kể lại câu chuyện ở vùng ngoại ô thủ đô Kyiv, nơi bà từng sống với thân phụ lúc đang tham gia chiến đấu như một người lính gần thành phố Kharkiv. Theo lời kể của bà, năm 2014, vào lúc đang thực hiện một cuốn phim về cuộc xung đột ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, thì bà bị chặn lại tại một trạm kiểm soát của phe ly khai thân Nga. Bà bị đưa đi thẩm vấn, sau đó có một sĩ quan người Nga đã lạm dụng tình dục bà trong một căn nhà gần đó. Cho đến nay, phía Nga không trả lời được yêu cầu bình luận về vụ quân Nga hãm hiếp những người dân Ukraine. Nga vẫn thường xuyên phủ nhận việc cử sĩ quan và quân đội đến phe ly khai vào thời điểm đó, và từ đó bác bỏ mọi cáo buộc rằng lực lượng của họ đã thực hiện các hành vi bạo lực tình dục, gọi đây là những tin tức dối trá và tuyên truyền. Kovalenko cho biết bà đã bị thẩm vấn trong nhiều giờ năm 2014 và bị buộc tội là một tay súng bắn tỉa Ukraine, trước khi bị người sĩ quan Nga đưa đến căn nhà bắt bà thoát y trong bồn tắm. Bà nhớ đã khóc rất nhiều khi bị yêu cầu nằm xuống giường, và tên này đã cưỡng hiếp bà trước khi hắn say ngủ. Sau nhiều lần bị thẩm vấn, bà đã được trả tự do vài ngày sau đó. Bà cho biết lúc đó bà rất sợ, giống như sợ thú vật, và chưa từng có nỗi sợ như thế. Bà tự hứa với bản thân, nếu xảy ra một cuộc chiến đến với Ukraine, bà sẽ chiến đấu không phải bằng máy ảnh, mà bằng súng. 8 năm sau, khi Nga gửi hàng chục ngàn binh sĩ qua biên giới Ukraine, trong cái mà nước này gọi là hoạt động quân sự đặc biệt, ký ức của bà Kovalenko lại ùa về. Viễn cảnh chống lại một cuộc xâm lược toàn diện từ Nga thật là khó khăn, nhưng bà nhớ lại những gì đã trải qua và sống sót. Đó là vụ tấn công tình dục đã khiến cuộc sống của bà tan nát. Kovalenko cho biết, nhưng đồng thời, bà không sợ bất cứ điều gì sau đó nữa. Và khi ra trận, bà không còn nỗi sợ chiến tranh nữa. Kovalenko đã trải qua hàng tháng trời ở chiến tuyến dưới những trận pháo kích, cách xa chồng và con trai nhỏ ở hàng ngàn dặm bên Pháp. Kovalenko cho biết nhiều người sống sót sau bạo lực tình dục đã chọn cách im lặng, lo sợ sự trả thù từ Nga và sự kỳ thị từ các nước láng giềng. Thế nhưng riêng bà vẫn xuất hiện trong một vở kịch kể về thử thách của mình trước cuộc xâm lược của quân Nga, và xem đây là một mảnh đời của mình. Bà đã kể lại mà không còn bất cứ sự ngại ngùng nào nữa. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Little Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, bản tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thụy vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin tổng hợp chiều của đài Little Sài Gòn TV. Nhưng trước khi kết thúc bản tin thì chúng tôi có một thông cáo báo chí từ Kia America xin gửi đến quý vị. Kính thưa quý vị, Kia America đang tung ra một chiến dịch quảng bá sáng tạo mới, làm nổi bật điểm đặc biệt của chiếc 2023 Kia Soul hoàn toàn mới, một trong những mẫu xe mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu Kia. Ra mắt trong ngày hôm nay, một quảng cáo dài 30 giây miêu tả các nhân vật như là NFT, như là những tài năng, và kết hợp với mã QR code duy nhất được gắn vào trong khoảng quảng cáo, thưa quý vị, và được hỗ trợ bởi nền tảng Squid NFT. Khi người xem quét bằng mã này thì điện thoại thông minh, họ có thể dễ dàng nhận được một trong 10 cho đến 100 NFT của chủ đề Kia, và nó sẽ được gửi và lưu trữ nhanh chóng trong ví Swift Blockchain riêng của họ. Các NFT là một phần của bộ sưu tập DAS gồm các NFT chất lượng cao 3D do máy tính tạo ra với hơn 150 tính năng được làm thủ công. 10.100 Kia NFT bao gồm các phiên bản đặc biệt DAS cộng với lại NFT theo chủ đề Kia. Mỗi bộ sưu tập kỹ thuật số được cung cấp có hạn này đều lấy cảm hứng từ tất cả các chi tiết của Kia Soul 2023 và DAS NFT nổi bật. Hiện tại các cửa hàng Kia Soul 2023 có các yếu tố thiết kế được làm mới từ trong ra ngoài, bao gồm một dòng sản phẩm được đơn giản hóa, màu sắc tạo nụ cười và hai gói tùy chọn tràn ngập công nghệ và sự tiện lợi. Để biết thêm thông tin bao gồm cả hình ảnh, hãy truy cập vào website www.kiamedia.com.
Kính thưa quý vị, phần thông cáo vừa rồi của Kia cũng đã khép lại phần tin tức tổng hợp của đài Lido Sài Gòn TV ngày hôm nay. Cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài để tiếp tục đến với phần thời sự trong tuần cùng với xứng ngôn viên Lê Thái. Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trong tuần của đài Lido Sài Gòn TV, phát hình live trên hệ thống của đài băng tần 56.10. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Lê Thái xin gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng, bài viết có tựa đề Boris Johnson khác Donald Trump. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, chế độ đại nghị ở Anh Quốc thay đổi người cầm đầu chính phủ lẻ làng và không gây chia rẽ nặng nề trong xã hội như chế độ của Tổng thống ở Mỹ. Có lẽ khi nào nước Việt Nam thiết lập thể chế tự do dân chủ thật sự, chúng ta cũng nên theo lối tương tự. Nếu ở nước Mỹ, ông Boris Johnson sẽ không phải từ chức. Tổng thống Mỹ do dân bầu, các đại biểu quốc hội được bầu riêng. Bên Anh Quốc thì các dân biểu nghị viện chọn lãnh tụ. Người này sẽ được nữ hoàng phong làm thủ tướng. Khi thấy không còn được các đại biểu đảng bảo thủ tín nhiệm, Boris Johnson phải xin nữ hoàng tìm một vị thủ tướng mới để mình trở về làm một đại biểu bình thường. Người Mỹ phải thấy cảnh tượng đó ngoạn mục. Ở Mỹ thì muốn cắt chức một tổng thống, thưa quý vị, phải làm rất nhiều thủ tục rắc rối. Đầu tiên là Hạ viện đàn hạch, rồi chuyển lên Thượng viện. Cần 2/3 trong số nghị sĩ đồng ý mới phế được một vị tổng thống. Vì thế, chưa tổng thống Mỹ nào đã bị cắt chức. Có người từ chức trước khi bị đem ra đàn hạch. Mỗi lần có chuyện đàn hạch là xảy ra gió tạnh, mưa máu, và ông Johnson đã lung lay một thời gian khá dài. Sau nhiều vụ tai tiếng scandals, nhân viên thân cận của ông đã tổ chức dạ tiệc trong lúc cả nước bị cấm cung vì bệnh dịch COVID-19. Họ khiêu vũ ngay trước ngày lễ quốc táng Hoàng đế Philip mà chính bà nữ hoàng bị cách ly phải ngồi một mình để phòng nhiễm bệnh. Ông đã xin lỗi nữ hoàng về bữa tiệc rồi quên luôn Johnson bị cảnh sát phạt sau bữa tiệc sinh nhật bất ngờ ngay trong dinh thủ tướng. Ông còn mắc tội dối đầu hở đuôi và ngay lúc đầu khi bị chất vấn, ông chối bỏ rằng không có tiệc tùng nào hết, rồi bị lật tẩy. Khi mọi người phản đối ông trong việc thăng chức cho Chris Pincher, thì ông này từng bị tố cáo là sách nhiễu tình dục. Johnson chối không hề biết trước chuyện đó, rồi cũng bị lật tẩy. Xưa nay, một vị thủ tướng Anh mắc tội nói dối trước nghị viện thường phải từ chức. Ông Johnson đã thoát nạn mấy lần. Ông Johnson nên làm lãnh tụ đảng bảo thủ tháng 7 năm 2019, sau khi bà May đã từ chức. Ông tổ chức bầu nghị viện và đảng bảo thủ đại thắng, chiếm đa số mạnh nhất từ 30 năm. Ông lãnh đạo nước Anh khi quyết định rút khỏi Liên hiệp châu Âu EU rồi thương thuyết các điều kiện tách rời. Ông chỉ huy vụ ngăn ngừa bệnh dịch COVID, rồi đưa nước Anh vào vai trò ủng hộ Ukraine, chống Vladimir Putin mạnh mẽ nhất châu Âu. Trong 3 năm đó, ông tục quyền, sanh 2 con, và cuối cùng thì Johnson phải từ chức vì bị đảng bỏ rơi. Ở nước Mỹ, Tổng thống Richard M. Nixon đã lâm tình cảnh đó. Tháng 8 năm 1974, thưa quý vị, nghị sĩ Barry Goldwater, tiểu bang của Arizona, bảo cho ông Nixon biết rằng đảng Cộng hòa trong Thượng viện sẽ bỏ rơi ông sau khi bị Hạ viện đàn hạch. Trước triển vọng bị truất phế, ông Nixon đã từ chức. Tổng thống Trump không bao giờ bị chống đối như vậy. Các đại biểu Cộng hòa trong Quốc hội, các thống đốc và nghị viện Cộng hòa ở tiểu bang chưa bao giờ đồng thanh phản đối ông, nhưng ông Trump rất giống Johnson. Chưa gặp đã bày tỏ cảm tình. Ông Trump khen ngợi Johnson, chê bà Theresa May trước khi gặp bà. Trong thời gian Johnson đang vận động tranh cử chức thủ tướng của bà May, tháng trước, đảng bảo thủ đã thất bại trong 2 cuộc bầu cử đặc biệt. Có người đòi tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ông Johnson may mắn thoát nạn. Nhưng các chính trị gia trong đảng thấy rằng họ lo sẽ bị dân lật đổ nếu ông Johnson còn ngồi đó. Dân chúng đã chán ông thủ tướng mắc tật nói dối kinh niên. Màn kịch sau cùng chỉ diễn ra trong mấy ngày.
Đầu tiên thì hai vị bộ trưởng quan trọng cùng từ chức là Rishi Sunak, Bộ Tài chánh và Sachin Javid, Bộ Y tế. Một ông thì gốc Ấn Độ, ông kia gốc Pakistan. Cả hai đều hy vọng sẽ có ngày làm thủ tướng. Họ kéo theo 5 người khác, rồi hàng loạt bộ trưởng và thứ trưởng nữa cũng xin nghỉ. Ông Boris Johnson biết mình đã hết thời. Ở nước Mỹ khác hẳn, ảnh hưởng của Tổng thống Trump vẫn mạnh nhất trong đảng Cộng hòa. Và ông Trump chiếm được thành phần cử tri cố hữu trong đảng, những người da trắng lớn tuổi ở miền quê các tiểu bang thưa dân, nghèo và không tốt nghiệp đại học. Năm 2016, hầu hết các người lãnh đạo Cộng hòa coi ông Trump là một người ngoài và có lần theo đảng Dân chủ. Nhưng cuối cùng ai cũng chịu thua để ông ra ứng cử tổng thống, vì ông được các cử tri gốc rễ nhiệt liệt ủng hộ. Nhiều ứng cử viên quốc hội và thống đốc tiểu bang năm nay vẫn tìm đến xin ông Trump ủng hộ. Những người khác ý kiến cũng im lặng, không công khai, chỉ trích ông vì sợ không được nhóm cử tri mạnh nhất chấp nhận. Nhiều người chống ông Trump đã rút lui không tranh cử nữa, đảng Cộng hòa đã thay đổi. Một đảng Dân chủ tương tự do mậu dịch, nhưng ông Tổng thống đánh thuế nhập cảng đủ các thứ hàng, từ giày dép cho đến nhôm, thép, từ các nước đối nghịch như Trung Quốc cho đến các nước đồng minh như Canada, Đức, Anh, Pháp. Đảng Cộng hòa vẫn chủ trương ngân sách phải cân bằng. Ông Trump đưa khiếm hụt ngân sách lên cao nhất từ trước đến thời ông. Ông chỉ trung thành với một chủ trương là cắt thuế cho các công ty và những người lợi tức cao. Đảng Cộng hòa không thay đổi ông Trump, chính ông thay đổi đảng. Chính trị Mỹ khác nước Anh trên căn bản, và các đại biểu nghị viện Anh có quyền lớn khi bỏ phiếu cho người lãnh đạo đảng. Người đứng đầu đảng chiếm đa số sẽ làm thủ tướng. Sau khi ông Johnson rút lui, các đại biểu sẽ chọn hai người trong nghị viện rồi đưa ra cho các đảng viên bảo thủ. Chọn một, ông Trump không lo những chuyện như vậy. Dù không còn là tổng thống, ông vẫn mặc nhiên đóng vai lãnh đạo đảng. Nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối Cộng hòa ở Thượng viện, tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ông Trump nếu ông tranh cử tổng thống năm 2024. Mặc dù ông McConnell đã công nhận ông Joe Biden thắng cử và coi ông Trump là người chịu trách nhiệm về vụ tấn công trụ sở Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Hiện nay, Cộng hòa là khối thiểu số, nhưng nếu chiếm thêm được một ghế nghị sĩ trong cuộc bầu cử cuối năm, sẽ thành đa số. Ông Mitch McConnell có tiếp tục làm trưởng khối hay không cũng không chắc. Điều đó cũng tùy thuộc ông Trump, vì nhiều nghị sĩ Cộng hòa vẫn lắng nghe ý kiến của ông. Ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump trên đảng Cộng hòa sẽ lên hay xuống tùy thuộc vào kết quả cuộc bầu cử năm nay. Nếu những người được ông Trump ủng hộ thắng lớn, chiếm đa số trong đảng, thì ông sẽ mạnh lên. Ông sẽ quyết định ai làm chủ tịch Hạ viện, ai đứng đầu khối đa số ở Thượng viện. Quốc hội sắp tới sẽ bó chân bó tay với ông Joe Biden để không thể đưa ra một chính sách quan trọng nào. Tất cả để dọn đường cho ông Trump trở lại tòa Bạch Ốc. Ông Boris Johnson không hy vọng có ngày trở lại địa vị cũ như vậy. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thời sự trong tuần của đài Lido Sài Gòn TV. Một lần nữa thì Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự trong tuần thứ 6 sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.